Đầu xuân năm mới Giáp Thìn, Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Và lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi được xin gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị. Xuân về rực rỡ muôn cánh hoa, rộn rã mừng vui Tết chan hòa. Lời chúc đầu năm trân trọng nhất gửi tới bạn bè khắp gần xa. Chúc mừng năm mới muôn điều tốt, gia đình hạnh phúc, trọn niềm yêu, an khang thịnh vượng, xuân như ý, vạn sự thành công toại nguyện lòng. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Tiên tri chấn động, bí mật cuộc đời tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, đúng 4 tháng đầu năm 2024 âm lịch, thần tài báo mộng, đào trúng hũ vàng, tiền bạc thi nhau chui vào két, đổi đời ngoạn mục, xứng tầm đại gia. Quý vị thân mến, nhân sinh một kiếp, không có con đường nào là hoàn mỹ, nhưng lại có những con đường có thể cho chúng ta hiểu là kiếp nhân sinh. Hồng chân cuồn cuộn, năm tháng qua đi tựa áng mây mờ, và đời người vạn sự cuối cùng cũng đều là mây khói, năm tháng qua đi. Như hoa tàn hoa lại nở, thu qua rồi kế tiếp lại là thu. Vậy nên, sinh ra làm kiếp con người, cứ tự đi bằng chính đôi chân của mình. Không có ai có trách nhiệm phải đi cùng, đến ga cùng bến tận. Chỉ cần ta cố gắng mỗi ngày là cuộc đời này sẽ mỉm cười với ta và nhẹ nhàng biết bao nhiêu. Và thưa quý vị tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 thân mến, khi xem lá số tử vi năm 2024 của 12 con giáp, các bậc thầy tử vi đã hé lộ rằng năm 2024 sẽ là một năm với rất nhiều những thách thức và khó khăn kéo tới vận trình của tuổi Nhâm Tuất, đồng thời những cơ hội và vận may cũng xuất hiện nếu như bản mệnh có thể kịp thời nắm bắt để cải vận. Đặc biệt hơn nếu 4 tháng đầu năm 2024 này, bản mệnh nắm chắc được 3 điều chú ý trong lá số tử vi thì quý vị như cầm chắc được tấm bản đồ, đi tới sự bình an và thịnh vượng, làm gì cũng ra tiền, thậm chí ngồi không thưởng trà thôi, cũng có một khoản chảy đều đều vào túi giàu có đến tận khi về già, không phải lo nghĩ điều gì. Vậy tuổi Nhâm Tuất cần phải nắm vững điều gì để cải biến vận mệnh năm 2024? Quý vị hãy cùng với Minh Đường Tử Vi đi vào nội dung chi tiết nhé! Thưa quý vị tuổi Nhâm Tuất thân mến, năm 2024 là năm mệnh hỏa, có mối quan hệ tương khắc với mệnh thủy của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Can giáp gặp can nhâm là tương sinh, rất tốt, chi thìn tương xung với chi tuất. Trong năm 2024 này, Nhâm Tuất được thời vận tạo cho nhiều cơ hội phát triển, những nỗ lực cố gắng trong quá khứ sẽ được đền đáp xứng đáng. Chỉ cần bản mệnh không bỏ cuộc, tập trung làm việc vì mục tiêu của mình, Nhâm Tuất là những người sống ngay thẳng, thật thà và tốt bụng. Họ không bao giờ vì tiền tài vật chất, địa vị mà đánh mất đi giá trị phẩm chất của con người mình. Dù làm việc gì, Nhâm Tuất cũng nghĩ cho lợi ích của cộng đồng, tập thể. Ngay từ khi còn nhỏ, Nhâm Tuất đã có nhiều ước mơ, hoài bão và dự định cho tương lai. Họ sớm trưởng thành và rời xa vòng tay của cha mẹ, tự lập với cuộc sống của chính mình. So với những con giáp khác, người tuổi Nhâm Tuất trưởng thành sớm hơn, suy nghĩ già dặn hơn. Nhâm Tuất thuộc mẫu người thông minh, đa tài, làm việc gì cũng dễ thành công nhưng không bền chí, sớm xa gia đình từ thuở trẻ, nên đối xử với bạn bè như người thân thuộc. Sinh vào mùa đông là thuận mùa sinh, người mệnh đại hải thủy có tham vọng lớn, công việc làm là phải có quy mô. Các vấn đề nhỏ nhặt họ thường không quan tâm, trong làm việc họ rất chịu khó, chịu chi, chú trọng là được việc và các công việc của họ đều có tầm vóc vươn xa. Đồng thời họ cũng là những người yêu tự nhiên nên họ thích cuộc sống tự do, bay nhảy, không có sự ràng buộc ép buộc cho một khuôn khổ nào cả. Những người mệnh này họ luôn đòi hỏi nhiều điều mới, nhiều sáng tạo, những ý kiến mới để xây dựng nên một ý tưởng thật hoàn hảo trong công việc. Họ là những con người sống rất nội tâm, luôn biết nghĩ cho người khác, thích giúp đỡ người khác. Cùng với đó là một lòng khoan dung cao cả, dễ gần nên rất được mọi người yêu quý và kính trọng. Những hoạt động trong cuộc sống hay công việc đều có sự hiện diện của người thân và bạn bè. Đối với họ, gia đình và danh dự là hai điều đáng quý nhất của một con người. Dù có bận rộn đến mấy với công việc, Nhâm Tuất cũng sẽ dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm lo cho những người thân xung quanh họ trong những lúc khó khăn. Chính tình cảm gia đình
bạn bè là nguồn động lực duy nhất tiếp thêm sức mạnh, nghĩ cho Nhâm Tuất vượt qua gian nan, thử thách. Nhâm Tuất thuộc lứa tuổi đời gặp nhiều trở ngại và nghịch cảnh ở tiền vận. Nhờ sức phấn đấu của bản thân và sự tương hợp ngũ hành giữa nạp âm và can, nên nửa đời sau cuộc đời trở nên an nhàn và thanh thản hơn tiền vận. Theo luận giải lá số cho biết, vận trình tử vi tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, trong năm Giáp Thìn, có cả cơ hội và thách thức, cần chú ý tới phương diện sức khỏe nhiều hơn. Vì năm này mệnh chủ khá lao lực với công việc, các khoảng thời gian nghỉ ngơi để cân bằng lại trạng thái tinh thần, gia đình và cuộc sống, sẽ giúp cho Nhâm Tuất nạp thêm năng lượng. 4 tháng đầu năm 2024 được cho là khoảng thời gian quan trọng nhất, các yếu tố quyết định đến thành bại cả năm của tuổi Nhâm Tuất. Vậy để vận trình thêm phần hanh thông, thuận lợi, thì bản mệnh hãy lắng nghe đôi điều nhắc nhở sau đây nhé. Thứ nhất, về công việc sự nghiệp. Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Nhâm Tuất hanh thông, bạn bắt tay vào công việc gì cũng thuận lợi, cũng được nhiều người giúp đỡ. Vì thế nếu đã có kế hoạch thực hiện việc gì thì nên tranh thủ bắt đầu ngay trong năm nay để không bỏ lỡ thời cơ tốt. Năm 2024 này, bản mệnh có nhiều cơ hội gặp gỡ những người bạn bè, đồng nghiệp tốt, dù vừa bước chân vào một môi trường mới, cũng gặp được nhiều sự giúp đỡ, không bị bỡ ngỡ. Bơ vơ, những người giàu kinh nghiệm sẵn sàng đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích để bạn có thể vượt qua khó khăn, hãy luôn giữ vững tinh thần cầu tiến, lắng nghe, học hỏi mọi người, rồi bạn sẽ có những bước tiến rất nhanh chóng. Nếu khẳng định được bản thân, cấp trên và quý nhân cũng sẽ không ngại dành tặng cho bạn những cơ hội để vươn lên một vị trí xứng đáng hơn. Quan trọng là bạn cần dũng cảm nắm bắt thời cơ, dám thách thức giới hạn của mình, đừng chần chừ do dự, kẻo cơ hội sẽ trôi qua một cách đáng tiếc. Với người ở vị thế lãnh đạo, bạn cũng nhận được sự tin tưởng của cấp dưới và có khả năng lãnh đạo tập thể gặt hái thành công. Tuy nhiên, dù gặt hái được thành tích rực rỡ như thế nào đi nữa, bạn cũng trở nên kiêu căng ngạo mạn, coi thường người khác. Khi người khác có ý kiến đóng góp, bạn nên chú ý lắng nghe, luôn chịu khó thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề, học hỏi những kiến thức mới để hoàn thiện bản thân. Công việc đôi khi sẽ gặp một số khó khăn nhất định, để giải quyết vấn đề, bản mệnh nên tăng thêm trí thức, mở rộng tầm nhìn, kết giao bạn bè, nâng cao trí tuệ của bản thân. Người có trí tuệ sẽ bình tĩnh đối diện với mọi khó khăn thử thách, biến khó khăn thành thuận lợi, giúp tiền đồ ngày càng rộng mở hơn. Năm Giáp Thìn 2024 này, tuổi Nhâm Tuất sẽ có cơ hội thuận lợi để phát triển công việc, chỉ cần chăm chỉ, kiên trì từng chút, làm việc chuyên tâm, kết quả cả năm sẽ thu về được những thành quả như mong đợi. Thứ hai, về tình hình tài chính. Trong năm 2024, tình hình tài chính của tuổi Nhâm Tuất có sự tiến triển tốt, càng chăm chỉ làm việc tích cực, có đầu óc nhạy bén, càng kiếm được nhiều nguồn thu nhập. Bên cạnh đó, mệnh chủ nên quản lý tài chính chặt chẽ và đề cao lối sống tiết kiệm giản dị. Ở độ tuổi 43, tuổi Nhâm Tuất nên đầu tư vào các mối quan hệ chất lượng và dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, chỉ chi tiêu những gì cần thiết, lập quỹ dự phòng cho tương lai, sẽ giúp cho cuộc sống của Nhâm Tuất luôn an tâm, chủ động, thúc đẩy bản thân tiến bộ hơn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất còn ghi nhận những bước tiến rõ rệt trên con đường tài lộc, bạn thoát khỏi tình hình khó khăn trước đó, khiến túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, thường không phải lo đến chuyện chi tiêu, người làm ăn tìm được chỗ đứng trên thị trường, nên số lượng khách hàng, đối tác muốn hợp tác với bạn ngày một gia tăng một cách ổn định. Bạn biết phát huy thế mạnh của bản thân nên không còn quá sợ hãi trước những chiêu trò chơi xấu của đối thủ. Thậm chí càng là khi khó khăn, bạn lại càng có quyết tâm vươn lên khẳng định mình. Tình hình tài chính tăng tiến rõ rệt khiến cho bạn ngày càng tin tưởng hơn vào định hướng của bản thân. Người trẻ tuổi nếu đã lên kế hoạch khởi nghiệp thì cũng có thể xem xét bắt đầu ngay trong năm nay. Quan trọng là bạn cần phải vạch rõ các bước và các mục tiêu của mình. Có như vậy thì khi khó khăn cũng sẽ không bị đánh mất phương hướng. Quá trình thực hiện tất nhiên không thoát khỏi khó khăn, song xung quanh bạn luôn có người sẵn sàng giúp đỡ. Khi mọi việc dần dần vào guồng, bạn cũng sẽ bắt đầu thu lãi. Với người làm công ăn lương, những thành tích nổi bật trong công việc giúp bạn có được một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá. Cấp trên chắc chắn rất hào phóng với những nhân viên tốt, cống hiến nhiều cho tập thể như bạn. Có điều, dù túi tiền có rủng rỉnh đến mấy, bạn cũng cần chú ý trong chuyện chi tiêu, tiểu hao, cho thấy nếu bạn tiêu tiền không biết tiết chế, thích gì muốn nấy, chạy theo xu thế thì chẳng mấy chốc bạn cũng sẽ tiêu sạch những gì mình có trong tay. Muốn phát triển bền vững, bên cạnh việc cố gắng làm ăn, bạn cũng cần chú ý đến lĩnh vực đầu tư hợp lý, tiết kiệm. Thứ ba, về tình cảm, gia đạo. Trong năm Giáp Thìn 2024, gia đạo của tuổi Nhâm Tuất đường vui vẻ, hòa hợp, việc chia sẻ, động viên, dành thời gian cùng nhau ăn bữa tối mỗi ngày, giúp không khí gia đình thêm ấm áp, các thành viên trong gia đình gắn kết và yêu thương nhau nhiều hơn.
Dưới sự tác động tích cực của cục diện ngũ hành tương sinh, người tuổi Nhâm Tuất được tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc, bạn nhận được tình cảm của nhiều người và cũng đáp lại tình cảm của mọi người xung quanh. Người độc thân giữ những suy nghĩ tích cực, lạc quan về chuyện tình cảm, bạn không ngại mở rộng mối quan hệ với mọi người xung quanh, nên khi được giới thiệu cho các đối tượng, bạn cũng chẳng còn thái độ phản cảm như trước. Còn với những ai đang ấp ủ trong lòng bóng hình của một người nào đó, bạn cũng có thể mạnh dạn thổ lộ tình cảm với đối phương. Hãy dũng cảm và chân thành với tình cảm của mình, rồi bạn sẽ khiến cho người ấy rung động. Với người đã lập gia đình, mối quan hệ giữa hai người thăng hoa sau khi nhận nhiều tin vui liên tiếp, người ấy chính là động lực để bạn sẵn sàng đối diện với những khó khăn thách thức mà cuộc sống đặt ra. Hai bạn chính là cặp đôi đáng ngưỡng mộ trong mắt mọi người xung quanh. Nếu đạt được sự cân bằng giữa gia đình và công việc, thì Nhâm Tuất sẽ tiến xa hơn và đạt được thành công. Ngay cả khi mệt mỏi, gia đình vẫn là nơi tuyệt vời nhất, giúp mệnh chủ sạc đầy năng lượng, tiếp thêm động lực để tiến lên phía trước. Thứ tư, về tình hình sức khỏe. Bước sang tuổi 43, Nhâm Tuất nên dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc sức khỏe bản thân. Hãy duy trì một tâm thế tích cực bằng cách ăn ngủ điều độ, vận động thường xuyên để đầu óc tỉnh táo, sáng suốt trong cuộc sống. Nhìn chung, tuổi Nhâm Tuất giữ một sức khỏe ổn định trong suốt năm 2024 này. Cũng nhờ sức khỏe tốt, bạn sẵn sàng bắt tay vào mọi nhiệm vụ được giao. Để khẳng định vị thế của mình, có điều bạn cũng đừng vì thế mà quá tham công tiếc việc, bắt cơ thể làm việc quá sức, dù ai cũng mong muốn được thành công. Sau mọi việc đều cần phải có một quá trình, chứ không thể đạt được trong một sớm một chiều. Dù làm công việc gì đi nữa, bạn cũng nhớ sinh hoạt khoa học, chớ thức khuya dậy sớm quá mức. Nên dành thời gian để thư giãn và vận động phù hợp, không nên làm việc quá sức của mình, sẽ khiến cho cơ thể phải chịu tổn thương, tốn thời gian lâu ngày để bình phục. Những khi làm việc lao lực, mệnh chủ nên cho bản thân thời gian được nghỉ ngơi, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thế giới xung quanh, tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Tiếp theo là vận trình tử vi chi tiết 4 tháng đầu năm 2024 cho tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 để bản mệnh đoán định trước vận cát hung, từ đó có hướng đi chính xác nhất. Tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 10 tháng 2 đến ngày mùng 9 tháng 3 năm 2024 dương lịch. Tử vi tháng 1 tuổi Nhâm Tuất âm lịch cho biết, khó khăn bủa vây khiến cho tuổi Nhâm Tuất phải bỏ ra rất nhiều cố gắng và công sức mới mong vượt qua sóng gió. Vận trình có nhiều điểm sa sút, từ công việc, tiền bạc tới tình cảm đều có thể gặp bất lợi, bản mệnh cần hết sức lưu tâm. Đón tháng đầu tiên của năm mới, khó khăn bủa vây buộc cho tuổi Nhâm Tuất phải bỏ ra nhiều cố gắng và công sức mới mong vượt qua sóng gió. Vận trình có nhiều điểm sa sút, từ công việc, tiền bạc tới tình cảm đều có thể gặp bất lợi. Sự nghiệp của con giáp này có thể sẽ phải đương đầu với nhiều gian nan, thách thức. Sự tác động của xung thái tuế, thêm âm sát hung tinh đe dọa, các kế hoạch đều có phần chững lại, thậm chí còn phải bỏ dở nửa chừng. Nhâm Tuất phải bỏ ra rất nhiều cố gắng và công sức mới mong vượt qua sóng gió, đặc biệt sức cạnh tranh trong tháng tăng cao, thị ti cũng khá lớn, nếu không đủ sáng suốt thì sẽ gặp nhiều bất lợi. Quá trình làm việc chung với người khác khó tránh lúc xảy ra mâu thuẫn, bất đồng trong nội bộ, nhưng thực tế, mức độ mâu thuẫn đến đâu lại là do chính bạn. Nếu nhìn nhận mọi việc thoáng hơn, cởi mở hơn, bạn sẽ càng dễ dàng tìm ra cách tháo gỡ, giữ được hòa khí chung cho tập thể. Ngược lại, nếu chỉ biết suy tính lợi ích cá nhân, bản mệnh càng dễ tự chuốc lấy rắc rối. Con giáp này dù có rất nhiều cố gắng, nhưng cũng khó tìm được cơ hội để khẳng định mình. Không phải do bạn không có năng lực, chủ yếu tiểu nhân vận sẽ ngăn cản những bước phát triển của bản mệnh. Tháng này cũng không thích hợp cho dự định mới hay thay đổi quá lớn. Nguyệt lệnh lâm mộ, ngụ ý những khó khăn ngăn trở, tốt nhất nên án binh bất động, quan sát nhiều hơn, giữ thái độ dĩ hòa vi quý để tự bảo vệ bản thân. Hơn nữa, tinh thần làm việc cũng sẽ quyết định may rủi của bạn trong tháng. Làm gì cũng phải tập trung và nghiêm túc, chớ nên hời hợt hay có suy nghĩ cưỡi ngựa xem hoa, sẽ phạm phải không ít sai lầm, khiến cho công việc không đâu vào đâu. Nhìn chung tháng này, Nhâm Tuất không nên mong đợi vào phép màu, vì nó sẽ không xảy ra đâu. Con giáp này phải biết tự lượng sức mình và chớ bi quan. Suy nghĩ về những gì mình chưa làm được, phải có nỗ lực, có chăm chỉ thì mới có thành quả nhận về. Phương diện tài lộc của tuổi Nhâm Tuất trong tháng này cũng khá bấp bênh, do hung tinh đại hao tác động, người làm công ăn lương vẫn chưa thể chạm tay tới mục tiêu được thăng chức tăng lương. Mọi chi phí đều dựa vào đồng lương chính, hầu như không có tiền thu phụ, chi tiêu lại nhiều nên cảm thấy khá eo hẹp. Nếu làm việc chảnh mảng thì thu nhập chính ắt sẽ bị ảnh hưởng. Người kinh doanh buôn bán có một tháng nhiều thăng trầm, tương xung án ngữ, thương trường như chiến trường, cạnh tranh đầy rẫy, khó khăn trùng trùng. Bạn nên tỉnh táo trước bất cứ lời mời mọc hay dụ dỗ bùi tai nào,
kèo mất tiền như chơi, thời điểm này chưa thích hợp để đầu tư, con đường kiếm tiền bị nhiều yếu tố ngăn trở. Tài lộc cũng dễ hao tổn, chớ nên vội vàng kèo lợi bất cập hại. Vậy bạn nên suy nghĩ tích cực hơn thì mọi việc mới có cơ hội xoay chiều. Đôi khi việc làm ăn có chút chững lại là điều cần thiết để bạn có thể đón nhận một cơ hội tốt hơn. Có thời gian nên học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, khi thời cơ đến lập tức tiến hành, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Sức khỏe của tuổi Nhâm Tuất xuất hiện tình trạng hư nhược, yếu ớt do nguyệt lệnh lâm mộ gây ra. Những người đang có sự nghiệp trông chênh, lúc này có vẻ đang suy nghĩ quá nhiều, căng thẳng vì công việc nên nhiều đêm mất ngủ, ăn uống không ngon miệng. Bản mệnh cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, tránh làm việc quá sức, khiến cho sức khỏe suy yếu, nếu có bệnh tật thì càng nghiêm trọng. Bên cạnh đó, cần chú ý giữ an toàn cho bản thân khi tham gia giao thông và làm việc chân tay, máy móc. Khi điều khiển xe cộ cần tuân thủ luật lệ, đã uống rượu bia thì không lái xe, tránh gây nguy hiểm cho tính mạng của người khác và chính mình. Tháng 2 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 10 tháng 3 đến ngày mùng 8 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Tử vi tháng 2 tuổi Nhâm Tuất âm lịch chỉ ra rằng bạn đang trải qua giai đoạn may mắn nhất trong năm, do đó hãy tận hưởng giây phút này một cách trọn vẹn nhất, nhưng cũng đừng quên đề ra những kế hoạch hành động tiếp theo. Quan đới ghé thăm, mang lại tinh thần lạc quan cùng thái độ làm việc tích cực tự chủ cho con giáp tuổi Nhâm Tuất. Nhờ thế mà bản mệnh rất tự tin trong các quyết định của mình, tạo cảm giác tin tưởng đối với người khác, thậm chí mọi người còn sẵn sàng làm theo những chỉ dẫn của bạn. Tháng này, có thể thấy bạn có phong cách độc đáo, thông minh, lanh lợi và có khiếu hài hước, nhờ thế mà có quan hệ rộng rãi. Việc này rất tốt cho việc làm ăn kinh doanh của bạn trong tháng này. Chính ấn tương trợ cho các dự án mà con giáp tuổi Nhâm Tuất tham gia, được giúp đỡ rất nhiều, thậm chí có những việc bạn lường trước là rất khó khăn thì bỗng trở nên dễ dàng đến kỳ lạ. Tháng mới, xuất hiện đối tác phù hợp cho các dự án của mình, nhưng bạn cần phải thật sáng suốt. Trước khi bắt tay hợp tác với bất kỳ ai, hãy đảm bảo rằng bạn đã từng làm việc với họ qua một vài dự án nhỏ. Thái dương cát tinh rất tốt cho mệnh chủ là nam giới, để công việc của họ trở nên hanh thông, thuận lợi hơn, ngay lúc bạn cảm thấy thành công nhất, thì cũng là lúc bạn nên đề ra những kế hoạch hành động tiếp theo, với mục tiêu cao hơn, để chuẩn bị sẵn sàng bắt tay hành động. Việc này rất cần thiết để nó có thể kéo bạn ra khỏi những ảo tưởng, chớ nên ngủ quên trên chiến thắng vừa qua. Tử vi tuổi Nhâm Tuất tháng 2 âm lịch, bản mệnh thường có những quyết định sáng suốt liên quan đến tài chính trong tháng này. Đó là lý do không ít người tuổi này có tiền bạc rủng rỉnh. Các nguồn thu lần lượt đổ về mỗi ngày, kết quả này hoàn toàn xứng đáng cho những vất vả, khổ cực mà bạn bỏ ra để gia tăng các nguồn thu bằng nhiều công việc khác nhau. Nhất là những ai duy trì lối sống tiết kiệm trong thời gian dài thì lúc này đã có thể tự mua món quà nhỏ để tự thưởng cho bản thân mình rồi nhé. Tháng mới cho thấy bát bạch bay về hướng chính Bắc, người làm ăn kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản sẽ có cơ hội phát tài, đạt được thành công, khiến cho nhiều người ngưỡng mộ. Đây hoàn toàn không phải thành công sau một đêm, mà đó là kết quả của nhiều năm qua. Ngoài ra, thời gian này bạn còn dùng một khoản tiền để làm từ thiện giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn nữa. Điều này không ảnh hưởng quá nhiều tới tài sản của bạn, nhưng lại có tác dụng nhân đôi nhân ba niềm vui đấy. Tử vi tháng 2 của 12 con giáp âm lịch, vì thời tiết lúc này thay đổi thất thường nên mặc đồ nhiều lớp để dễ dàng thay đổi theo từng hoàn cảnh cụ thể. Với những ai hay có thói quen tụ tập với bạn bè để rượu chè là điều không nên một chút nào. Lúc này bạn nên dành thời gian cho bản thân, ví dụ như ở nhà để nghỉ ngơi, đọc sách hoặc xem một bộ phim yêu thích để giải tỏa căng thẳng khi kết thúc một ngày dài hạn. Bạn có thể lắng nghe những bản nhạc nhẹ nhàng trước khi đi ngủ để dễ vào giấc hơn. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 9 tháng 4 đến ngày mùng 7 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Xem tử vi cho biết, tháng mới hứa hẹn có nhiều điều kiện thuận lợi đối với con giáp tuổi Nhâm Tuất và bạn cũng rất háo hức muốn thực hiện những kế hoạch của mình đã đề ra trong tháng này. Nguyệt lệnh cung dưỡng khuyến khích sự chủ động, chăm chỉ, nhiệt tình của bản mệnh. Tháng mới của con giáp tuổi Nhâm Tuất có rất nhiều năng lượng, nhờ đó mà hiệu quả công việc cũng được tăng cao rõ rệt. Những nhiệm vụ trước đây có khi cần vài tuần mới xong thì bạn chỉ cần xử lý trong một tuần. Có thể thấy rằng khi các vấn đề đã được giải quyết càng sớm càng tốt, bạn sẽ có những ngày tiếp theo diễn ra ổn định. Thêm vào đó, con cái học tập có sự tiến bộ hoặc gặp may mắn trong học hỏi, thi cử, giúp bản mệnh cảm thấy rất an tâm vui vẻ. Hẳn bạn sẽ rất hài lòng với những thành tích của bản thân. Tuy nhiên, nên duy trì tác phong cẩn thận khi làm việc, các kỹ năng, khả năng của bạn sẽ hỗ trợ, giúp bạn giải quyết công việc hiệu quả. Cũng nhờ thế bạn có khả năng phá vỡ những quan điểm đã đeo bám bạn từ nhiều tháng nay, giúp bản thân rũ bỏ được những định kiến,
Thế nhưng, điểm yếu của con giáp tuổi Nhâm Tuất lúc này là bạn đang có xu hướng trốn tránh các cuộc đối đầu. Điều này có nghĩa, khi đang thể hiện bản thân, bạn sẽ nảy sinh sự bất bình với người khác và hình thành một cảm giác bị chối bỏ. Do đó, để thành công hơn nên tập thể hiện chính kiến của mình, đồng thời cân nhắc các khả năng trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tháng 3 của 12 con giáp âm lịch nhận thấy, cơ hội xuất hiện rất nhiều khi có thiên tài ghé thăm tuổi Nhâm Tuất trong tháng này. Vì thế đừng kêu ca là không có cơ hội đến với mình nữa. Bạn phải chủ động tháo vát lên, đừng để quá muộn rồi lại hối tiếc. Càng làm ăn và kinh doanh, bạn càng thấy việc kiếm tiền không hề dễ dàng gì. Vì thế hãy trân trọng từng cơ hội đến với mình, nhất là với những ai giúp đỡ bạn bằng tiền bạc thì nhất định phải tìm cách để trả ơn, không ai cho không ai cái gì đâu. Với người đang chuẩn bị mua sắm bất động sản, đây là tuần mà bạn nên tập trung vào việc chuẩn bị thủ tục, giấy tờ quan trọng, đừng xem thường những vấn đề pháp lý vì những rắc rối này đều trả bằng không ít tiền bạc đấy. Với người làm công ăn lương, bạn phải biết rằng thu nhập của bạn rất khó gia tăng, nên nếu có ai đó giúp đỡ, hỗ trợ tiền bạc với bạn lúc này là điều vô cùng đáng quý. Bản mệnh nên chủ động trong việc tích lũy, tiết kiệm hơn trong đời sống hàng ngày, vì không phải ai cũng có thể giúp đỡ bạn kịp thời như lần này đâu, cuối cùng bạn phải là người tự cứu lấy mình trước. Việc giữ một khoản tiền đề phòng khoảng 3 tháng lương của bạn, để phòng cho những khi khó khăn là vô cùng quan trọng, đó bản mệnh nhất định phải lưu tâm và kiên trì thực hiện một cách nghiêm khắc. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn gặp gỡ, kết nối lại với một số người bạn cũ hoặc hoàn thành một số công việc mà bạn đã bỏ quên trong một khoảng thời gian dài. Nhìn chung chỉ có phương diện sức khỏe là vấn đề rất đáng lưu tâm trong tháng này đấy. Con giáp tuổi Nhâm Tuất nhé, vì thế đừng vì bất cứ lý do gì mà lơ là từ chối giấc ngủ cho tới chế độ ăn uống của mình. Do sức đề kháng giảm nên bạn thường xuyên ốm đau, thậm chí phải nghỉ làm trong tháng này nếu phòng tránh từ đầu bằng việc thường xuyên ăn hoa quả. Không bỏ bữa, ngủ đủ giấc thì bạn sẽ cảm giác bớt đi những lo lắng của mình. Lúc này thời tiết rất khó chịu, thời điểm cơ thể dễ bị ảnh hưởng những tác nhân bên ngoài. Khi đó bạn không nên làm việc quá sức, nên ưu tiên việc nghỉ ngơi chăm sóc sức khỏe nhiều hơn. Thất xích bay về phương Tây Nam khuyên bản mệnh đề phòng bệnh máu huyết, bệnh đường ruột. Do đó bản mệnh nên lưu tâm tới phương diện sức khỏe, nhất là những ai đang có sẵn bệnh nền, nếu đi đâu nhớ mang theo thuốc đầy đủ bạn nhé. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 8 tháng 5 đến ngày mùng 5 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Xem tử vi tuổi Nhâm Tuất tháng 4 âm lịch, được quý nhân phù trợ, vận khí bản mệnh bừng sáng, tài vận hanh thông, thứ tài dồi dào, vận may tiền bạc đang đến, mua hàng dễ trúng thưởng, mua xổ số có khả năng trúng khá cao. Chính tài duy trì ở mức ổn định, có dấu hiệu tăng lương chủ động nắm bắt, quan đấy gái thăm mang lại tinh thần lạc quan, cùng thái độ làm việc độc lập, tự chủ cho con giáp tuổi Nhâm Tuất. Nhờ thế mà bản mệnh rất tự tin trong các quyết định của mình, tạo cảm giác tin tưởng đối với người khác, thậm chí mọi người còn sẵn sàng làm theo những chỉ dẫn của bạn. Trong tháng này, chính ấn tương trợ cho các dự án mà con giáp Nhâm Tuất tham gia được giúp đỡ rất nhiều, thậm chí có những việc bạn lường trước là rất khó khăn thì bỗng trở nên dễ dàng đến kỳ lạ. Tháng mới xuất hiện một đối tác phù hợp cho các dự án của mình, nhưng bạn cần phải thật sự sáng suốt trước khi bắt tay hợp tác với bất kỳ ai. Hãy đảm bảo rằng bạn đã từng làm việc với họ qua một vài dự án nhỏ. Thái dương cát tinh rất tốt cho bản mệnh, chủ yếu là nam giới, để công việc của họ trở nên thanh thông thuận lợi hơn. Ngay lúc bạn cảm thấy thành công nhất thì cũng là lúc bạn đề ra những kế hoạch hành động tiếp theo với mục tiêu cao hơn. Để chuẩn bị sẵn sàng bắt tay hành động, việc này rất cần thiết để nó có thể kéo bạn ra khỏi những ảo tưởng, chớ nên ngủ quên trên chiến thắng vừa qua. Tử vi tuổi Nhâm Tuất tháng 4 âm lịch, bản mệnh thường có những quyết định sáng suốt liên quan tới tình hình tài chính trong tháng này. Đó là lý do không ít người tuổi này có tiền bạc rủng rỉnh, các nguồn thu lần lượt đủ về mỗi ngày. Kết quả này hoàn toàn xứng đáng cho những vất vả, khổ cực mà bạn bỏ ra để gia tăng các nguồn thu bằng nhiều công việc khác nhau. Nhất là những ai duy trì được lối sống tiết kiệm trong một thời gian dài thì lúc này có thể tự mua món quà nho nhỏ để tự thưởng cho bản thân mình rồi nhé. Tháng mới cho thấy bát bạch bay về hướng chính Bắc, người làm ăn kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản sẽ có cơ hội phát tài, đạt đường thành công khiến cho nhiều người ngưỡng mộ. Đây hoàn toàn không phải thành công sau một đêm, mà đó là kết quả của nhiều năm qua. Ngoài ra thời gian này, bạn cũng có thể dùng một khoản tiền để làm từ thiện, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn nữa nhé. Điều này không ảnh hưởng quá nhiều tới tài sản của bạn, nhưng lại có tác dụng nhân đôi, nhân ba niềm vui đấy. Tử vi tháng 4 của 12 con giáp âm lịch, thời tiết lúc này thay đổi khó lường nên mặc đồ dễ dàng thay đổi theo hoàn cảnh cụ thể với những ai hay có thói quen tụ tập với bạn bè để rượu chè là điều không nên một chút nào.
Lúc này bạn nên dành thời gian cho bản thân, ví dụ như ở nhà để nghỉ ngơi, đọc sách hoặc xem một bộ phim yêu thích. Để giải tỏa căng thẳng khi kết thúc một ngày dài, bạn có thể lắng nghe những bản nhạc nhẹ nhàng trước khi đi ngủ để dễ vào giấc hơn. Tổng kết tử vi 4 tháng đầu năm 2024 và phương hướng hóa giải vận hạn xui xẻo cho tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 như sau. Tổng quan tử vi tuổi Nhâm Tuất năm 2024 khá cát lành, đón nhận không ít may mắn, các phương diện cuộc sống không có quá nhiều thử thách hay khó khăn. Thậm chí nếu gặp phải trở ngại cũng có quý nhân ứng cứu kịp thời, nên hành sự thuận lợi, hứa hẹn đạt được thành công đáng ngưỡng mộ. Dưới đây là cách hóa giải vận xui cho tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Là cực sinh bi, dù cát khí vây quanh nhiều đến mấy, đương số cũng không nên lơ là cảnh giác, ngược lại phải cẩn trọng trong hành sự ở năm này. Với bức tranh kinh tế toàn cầu không mấy lạc quan, đương số nên hạn chế tiến hành đầu tư mạo hiểm, đặc biệt là lướt sóng. Điều đó sẽ khiến bạn tổn hao tiền bạc nhanh chóng, thay vào đó có thể cân nhắc các hạng mục kinh doanh dài hạn, hợp tác cùng với bạn bè để làm ăn chung. Về công việc, chú trọng mở rộng quan hệ hợp tác làm ăn, các mối tốt từ đó mà ra, nếu phải tốn tiền cho các quan hệ hữu hảo. Cũng không cần phải quá lo lắng, hãy coi đó là một khoản đầu tư, giúp bạn kiếm thêm nhiều lợi nhuận khác. Về tình cảm, phương diện này sẽ cát lợi trong năm nên không phải suy nghĩ nhiều, làm chủ cảm xúc, giúp bạn điều hòa tốt tình cảm gia đình và tình yêu lứa đôi. Một số cặp vợ chồng hiếm muộn, mong sớm có con, có thể bày thêm biểu tượng voi phong thủy trong phòng ngủ của năm 2024 này nhé. Về sức khỏe, Nhâm Tuất chỉ cần duy trì tập luyện thể thao hàng ngày, tập hít thở sâu, ăn uống lành mạnh, với khẩu phần ăn nhiều rau củ, trái cây hơn, sẽ duy trì thể trạng tốt trong suốt năm Giáp Thìn. Để tăng thêm phúc phần cho chính mình, người tuổi Nhâm Tuất đừng quên phát tâm hành thiện, giúp đỡ mọi người xung quanh. Nếu có thể hãy chú ý tới âm phần của gia đình nhiều hơn, thành tâm cúng bái gia tiên, xem xét vấn đề phong thủy mộ phần, được như vậy chẳng khác nào âm dương tương ứng, giúp bạn gặp may mắn, ngay cả trong những tình huống nguy nan nhất. Thưa quý anh chị, ông bà ta có câu truyền thụ lại rằng, chọn bạn mà chơi và trong công việc làm ăn kinh doanh cũng như thế. Việc chọn một người có cùng chung chí hướng và đam mê để làm ăn chung thì kết quả như thế nào cũng sẽ thăng hoa, thành công mỹ mãn mà thôi. Còn ngược lại, nếu chọn sai đối tượng hợp tác thì sớm muộn gì cũng sẽ rước họa vào thân, chuyện phá sản chỉ còn là thời gian, tệ hơn nữa còn phải gánh thêm một số nợ. Do đó nếu có kế hoạch hay dự án dù nhỏ rồi lớn gì đi chăng nữa thì khi hợp tác làm ăn anh chị cũng nên tìm hiểu kỹ trước khi quyết định hợp tác làm ăn nhé. Vậy trong 4 tháng đầu năm 2024 Giáp Thìn, anh chị nên kết hợp làm ăn với tuổi nào để công việc làm ăn thêm phần hanh thông thuận lợi? Tuổi Tuất và tuổi Tý. Tý khéo ăn khéo nói giỏi trong việc giao tiếp ứng xử với mọi người, vì vậy mà những người tuổi này có nhiều mối quan hệ xã hội rộng rãi. Không còn gì tuyệt vời hơn nếu Tuất và Tý hợp tác làm ăn với nhau. Sự kết hợp này sẽ đạt được hiệu quả cao và giúp họ gặt hái được nhiều thành công. Tuổi Tý sẽ mang lại may mắn, tài lộc đến cho sự nghiệp của người tuổi Tuất. Tuổi Tuất và tuổi Sửu. Nếu hợp tác làm ăn với nhau, Tuất sẽ giúp đỡ cho dù trong tính toán, lập kế hoạch cho những bước phát triển vượt bậc, còn Sửu sẽ là trợ thủ đắc lực, giúp cho Tuất tiến hành những kế hoạch, dự định đó, họ tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, bởi vậy mối quan hệ này sẽ ngày càng lâu dài, gắn bó. Tuổi Tuất và tuổi Dần. Sự tương đồng về tính cách và sở thích đã giúp cho Tuất và Dần lại gần với nhau hơn. Nếu hợp tác làm ăn với nhau, hai tuổi này sẽ xây dựng được một sự nghiệp ổn định, vững chắc. Tuổi Dần sáng tạo và nhanh nhẹn, nhưng lại dễ nản chí và Nhâm Tuất sẽ giúp họ khắc phục được những nhược điểm đó. Tuổi Tuất và tuổi Mão. Với sự thông minh sáng suốt và tài năng của mình, Nhâm Tuất sẽ sớm hoàn thành được dự định, kế hoạch trong cuộc đời mình, mọi thứ sẽ suôn sẻ tốt đẹp hơn. Nếu có bàn tay trợ giúp của tuổi Mão, mọi thứ sẽ suôn sẻ tốt đẹp hơn. Nếu kết hợp với nhau, cặp đôi này có thể lập một công ty vững mạnh cho riêng mình. Tuổi Tuất và tuổi Thìn. Tuất và Thìn cũng sẽ hợp tác tốt nếu như họ có cùng mục tiêu và chí hướng. Những người tuổi Nhâm Tuất cần cù làm việc, không ngừng nỗ lực để đạt được thành công. Nhưng đôi lúc họ lại thiếu đi sự may mắn. Lúc này sự có mặt của tuổi Thìn sẽ giúp công việc của họ thuận lợi suôn sẻ hơn. Tuổi Tuất và tuổi Tỵ. Tuất và Tỵ có nhiều điểm khác biệt nhau về sở thích, tính cách. Có một điểm chung giữa hai tuổi này là Tuất và Tỵ đều giao tiếp khéo ứng xử. Bởi vậy họ có thể cùng nhau hợp tác và đạt được thành công trên nhiều lĩnh vực. Chắc chắn Nhâm Tuất thông minh, chăm chỉ, sẽ cần đến những ý kiến đóng góp sáng tạo, độc đáo của Thìn. Tuổi Tuất và tuổi Ngọ. Sự hợp tác làm ăn giữa tuổi Ngọ và Tuất
sẽ đem lại thành công trên nhiều lĩnh vực bởi cả hai tuổi này đều rất năng động sáng tạo, chăm chỉ và kiên trì trong công việc. Hơn nữa họ rất dũng cảm gan dạ khi đối mặt với khó khăn nguy hiểm, không có bất kỳ thử thách nào khiến cho Ngọ và Tuất sợ hãi, bỏ cuộc. Tuổi Tuất và tuổi Mùi. Mùi và Tuất có nhiều điểm trái ngược, khác biệt nhau, vì vậy họ cần có nhiều thời gian để tìm hiểu đồng cảm với đối phương. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu như Tuất và Mùi trở thành đối tác làm ăn của nhau. Họ có thể cùng nhau vượt qua khó khăn, là động lực giúp nhau vươn lên trong cuộc sống. Người hoàn toàn có thể tin tưởng vào tài năng cũng như kế hoạch, dự định của tuổi Tuất. Tuổi Tuất và tuổi Thân. Tuất và Thân có nhiều sự khác biệt về tính cách, quan điểm và sở thích, nhưng may mắn sự khác biệt ấy lại giúp họ bổ sung hỗ trợ cho nhau. Đây cũng sẽ là một sự hợp tác làm ăn tuyệt vời nếu như Tuất và Thân bắt tay trở thành đối tác của nhau. Nếu như Tuất thông minh chăm chỉ, luôn cố gắng hoàn thành thật tốt trách nhiệm của mình, thì Thân sẽ đảm nhận vai trò của một nhà lãnh đạo, quản lý và tổ chức công việc. Tuổi Tuất và tuổi Dậu. Tuất có nhiều nguyên tắc trong cuộc sống của mình và Dậu thường như không cảm thấy thích nghi với điều đó. Nếu hợp tác làm ăn với nhau, hai con giáp này có thể đạt được thành công trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh doanh. Với con mắt nhìn xa trông rộng, Tuất có khả năng đánh giá và phân tích nhu cầu của thị trường, còn Dậu sẽ là những người thực hiện những kế hoạch mục tiêu của hai bên. Tuất và Tuất. Không còn gì tuyệt vời hơn nếu như hai tuổi Nhâm Tuất cùng bắt tay xây dựng sự nghiệp. Họ là những người có ý chí kiên cường, lòng quyết tâm cao, chừng nào chưa đạt được mục tiêu. Nhâm Tuất sẽ không bao giờ chán nản bỏ cuộc. Hai tuổi Tuất nếu kết hợp với nhau sẽ tạo nên một sức mạnh phi thường, phát triển sự nghiệp một cách nhanh chóng khiến cho mọi người kinh ngạc. Tuổi Tuất và tuổi Hợi. Nhâm Tuất khá nghiêm khắc và có nhiều nguyên tắc trong cuộc sống. Sự xuất hiện của tuổi Hợi khiến cho cuộc sống của họ bị đảo lộn bởi những nguyên tắc ấy dần dần bị tan biến đi. Thay vào đó là sự thoải mái và các mối quan hệ này cũng trở nên gắn bó, hòa hợp trên phương diện hợp tác làm ăn. Nhâm Tuất sẽ đóng vai trò là người đứng đầu, tổ chức, sắp xếp công việc. Quý vị thân mến, người xưa có câu, tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển. Số phận giống như một chiếc bánh xe và tâm thái chính là người cầm lái. Nếu bạn có tâm thái tốt, thì mọi việc sẽ suôn sẻ. Còn nếu bạn có tâm thái bất ổn, thì mọi việc sẽ khó khăn. Bởi vậy tâm thái bạn như thế nào, sẽ quyết định chiều cao của cuộc đời bạn. 1. Tâm thái quyết định sức khỏe của cơ thể bạn. Người xưa nói thiện dưỡng sinh giả, dưỡng nội bất thiện, dưỡng sinh giả dưỡng ngoại. Người thiện thì giỏi về dưỡng sinh từ nội tâm, còn người không giỏi thì dưỡng sinh từ bên ngoài. Trạng thái cao nhất của sức khỏe con người là nuôi dưỡng trái tim mình, duy trì tâm thái ổn định, có hiệu quả hơn bất kỳ loại thuốc chữa bách bệnh nào. Tôi đã từng đọc một câu chuyện như vậy, hai người được chẩn đoán mắc cùng một bệnh ung thư, vào cùng một tháng, cùng năm, 5 năm đã trôi qua, một người thì triệu chứng ung thư đã biến mất, người còn lại đã qua đời, người còn sống thì tin rằng sức mạnh đánh bại bệnh tật chủ yếu nằm ở tâm thái tốt, vậy nên sau khi phẫu thuật và hóa trị, anh làm theo chỉ dẫn của bác sĩ, tích cực hồi phục sức khỏe và bình phục. Nhân lúc rảnh rỗi các ngày trong tuần, anh tập viết thư pháp, học vẽ và tiếp tục tập thể dục. Hiện giờ không những căn bệnh ung thư đã khỏi, mà thế lực của anh cũng dần khỏe mạnh hơn. Còn người kia, sau khi biết mình mắc bệnh ung thư, như bị sét đánh ngang tai. Kể từ đó anh ta chán nản và đắm chìm trong đau buồn, suốt ngày không thể thoát khỏi ra được. Mặc dù các bác đã cố gắng hết sức điều trị, nhưng vẫn không thể cứu được mạng sống của anh. Nhà văn Chu Quốc Bình nói, cơ thể con người được điều khiển bởi tâm trí tâm thái tốt là cách tốt nhất để duy trì sức khỏe. Bạn là bác sĩ giỏi nhất và tâm thái tích cực là liều thuốc tốt nhất. Chỉ với một tâm thái tốt, bạn mới có thể có một cơ thể tốt, có một cuộc sống lâu dài và hạnh phúc. 2. Tâm thái quyết định sự thành bại của sự việc. Nếu bạn có tâm thái tiêu cực, chần chừ và bỏ lỡ cơ hội, sẽ chỉ dẫn đến thất bại. Nhưng nếu bạn có tâm thái đúng đắn và làm việc chăm chỉ, bạn sẽ có cuộc đời suôn sẻ và đạt được nhiều thành tựu lớn. Người xưa có câu, bất như ý sự thường bát cửu, năng giữ nhân ngôn vô nhị tam. Nghĩa là, đời người trong 10 việc thì thường có đến 8-9 việc là không như ý, tìm được người để nói cùng thì chẳng có đến 2-3 người. Một người thực sự sáng suốt sẽ biến nỗi đau thành sự hạnh phúc, với sự thất vọng thành động lực, với một tâm thái tốt, hoàn thiện bản thân và khiến cho con đường phía trước ngày càng rộng mở hơn. 3. Tâm thái quyết định bạn có bao nhiêu tiền. Hầu hết mọi người trên thế giới này đều dành cả cuộc đời làm việc chăm chỉ vì tiền, nhưng của cải cũng là thứ khó nắm bắt nhất. Nhưng với người có tâm thái lạc quan, việc kiếm tiền sẽ dễ dàng hơn và có cuộc sống tốt đẹp hơn nữa. Nếu tâm tính không tốt mà suốt ngày thở dài thì vận may nào cũng sẽ tan biến. Với một tâm thái tốt và tràn đầy năng lượng tích cực, sự giàu có sẽ tự nhiên đến với bạn.
4. Tâm thái quyết định chiều sâu của phúc lành. Những người có tâm thái xấu thì phúc báo nông cạn và khó có được cuộc sống tốt đẹp. Người có tâm thái tốt thì phúc lành sâu sắc, hoa luôn nở trong bóng tối. Cuộc đời có thể thoát ra khỏi những hoàn cảnh tuyệt vọng. Trong một cuốn sách, tôi đọc một câu chuyện về Mạc và những người du hành. Cả hai người đều cầm nửa chai nước và bước đi trong sa mạc vô tận. Cả hai đều mong muốn thoát khỏi sa mạc, nhưng tâm trạng của họ hoàn toàn khác nhau. Một người trong số họ thì bi quan hơn, cho rằng mình chỉ có nửa chai nước và sẽ khó thoát ra khỏi sa mạc. Người kia cho rằng may mắn còn có nửa chai nước, nhất định sẽ tìm được ốc đảo. Cái kết không khó tưởng tượng, người trước nhanh chóng mất đi ý chiến đấu và bị vùi sâu trong cát vàng. Chất lượng cuộc sống và mức độ sâu sắc của phúc báo đều phụ thuộc vào tâm thái của bạn. Vì vậy, dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu, đừng để sự bi quan ám ảnh bạn. Ngay cả trong những hoàn cảnh tồi tệ nhất, chúng ta cũng phải duy trì tâm thái tốt nhất. Có như vậy chúng ta mới có thể chống chọi được với mưa gió, lội qua buồn lầy và đón nhận vận bệnh tốt đẹp. Cuối cùng, Minh Đường Tử Vi xin kính chúc quý vị sẽ luôn mạnh khỏe, bình an và thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau.